cấp wifi phục vụ hành khách trên chuyến bay. Thông thường, hành khách tham gia trên các chuyến bay nội địa hoặc nước ngoài của các hãng hàng không Việt Nam sẽ phải tạm ngưng kết nối do không có sóng di động lẫn wifi để vào internet. Một số người làm việc trên máy tính cũng bị tạm thời gián đoạn và phải chờ tới khi máy bay hạ cánh. Tuy nhiên, kể từ ngày mùng 10 tháng 10 năm 2019, lần đầu tiên tại Việt Nam, hành khách sẽ có thể sử dụng wifi kết nối internet trên một số chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác, cụ thể bao gồm các hành trình Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh Thượng Hải, Osaka, Wi-Fi trên máy bay là dịch vụ quan trọng, đánh dấu bước chuyển lớn của của hãng hàng không quốc gia trong việc ứng dụng công nghệ số nhằm gia tăng trải nghiệm của khách hàng, qua đó tiến tới chất lượng 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế và trở thành hãng hàng không số. Tất nhiên là sẽ không có Wi-Fi miễn phí giống như ở quán cà phê hay quán ăn. Thay vào đó, người dùng sẽ phải trả phí với mức giá từ 2,95 đến 29,95 đô la Mỹ, tương đương từ 75 đến 735 nghìn đồng để đăng ký các gói cước Wi-Fi trên máy bay có hiệu lực duy trì đến khi chuyến bay kết thúc